Nhà không tám xin được đúc kết chương 6, 7, 8 trong cuốn sách tôi tự học như sau. 1. Học những gì? Học không phải để ứng dụng ngay lập tức, mà là công việc rèn luyện trí não và tinh thần. Thứ nhất, học viết văn. Rèn luyện sự điều hòa, mực độ, diễn tả tư tưởng, bản thân nhẹ nhàng qua văn thơ, nghệ thuật. 2. Học dịch văn là cách hay nhất để viết văn, bởi ta phải thật hiểu ý của tác giả, cách dùng từ làm cho ta bắt buộc diễn đạt thật đúng ý của tác giả, không dùng từ sai, từ tạm. 2. Ba yếu tố chính để xây dựng một nền văn hóa vững vàng. Thứ nhất, óc khoa học. Phát huy khiếu ham chứng minh, lý luận, đồng thời phân biệt được thế nào là chứng minh lý luận, thế nào là thử nghiệm. 2. Óc triết học. Tổng hợp những sự rời rạc, mâu thuẫn trong đời, nhìn cuộc đời cao xa, rộng rãi như đứng trên đỉnh núi, nhìn khắp chân trời. 3. Biết cảm xúc. Khi hội tụ đủ tài năng, kiến thức nhưng vẫn không bật lên được, hoặc chán nản, buồn tẻ bởi thiếu đi sự hăng hái, say mê với lĩnh vực đó, giống như sự đồ ăn ngon nhưng thiếu đi gia vị vậy. Nó vẫn là nó nhưng không mang đến sự trọn vẹn cho món ăn. Vì thế, ta cần phải bồi đắp cho mình một tình cảm dồi dào như biết hy sinh cho người khác, rèn luyện qua văn nghệ, thơ ca, hội họa, sống hòa mình vào thiên nhiên. 3. Một vài nguyên tắc làm việc. 1. Đi từ dễ đến khó. 2. Làm việc đều đều, không gián đoạn. 3. Khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên. 4. Biết lựa chọn. 5. Tiết kiệm thời gian và làm việc có kỷ luật. 6. Đã làm việc gì thì làm cho hoàn tất. 7. Luôn có một sức khỏe dồi dào. Đoàn tàu kiến tạo văn hóa đọc K8 đang dần tiến đến những ga cuối cùng của hành trình. Những vị khách trên con tàu K8 đang chuẩn bị tư trang, hành lý để xuống ga. Ai cũng mang trong mình một tâm lý hối hả, gấp rút, có niềm vui, sự háo hức sau những ngày dài triền miên học tập đúc kết, nhưng cũng đan xen ở đó là tình cảm lưu luyến, bịn rịn, muốn ở đây thôi, chẳng muốn về. Sẽ có những vị khách xuống tàu, nhưng cũng sẽ có những vị khách tiếp tục cuộc hành trình, và cũng sẽ có những người nghỉ ngơi, nghiền ngẫm để lấy lại phong độ, rồi sẽ tiếp tục đồng hành trên con tàu chở đầy sự cho đi. Và trước khi chuyến tàu kiến tạo văn hóa đọc K8 dừng lại, nhà không tám xin được gửi lời cảm ơn và kính chúc tới các thầy cô, các anh chị em trong ban tổ chức, anh chị em trong ban phụng sự, tất cả bà con đã và đang tham gia hành trình kiến tạo văn hóa đọc K8, một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần kiên cường, một trái tim chan chứa tình yêu thương. Và dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng rất mong bà con sẽ chấn hưng giáo dục bằng con đường văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Nhà không tám xin cảm ơn sự chú ý theo dõi và lắng nghe của bà con.